Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Mình là BK Phạm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm một ánh sáng mềm mại quyến rũ, giống như những tấm hình hay là những bộ phim mà Hollywood thời xưa mà mình xem á. Giờ đầu tiên thì mình mới đào một tấm hình này trên Adobe Stock và mình bỏ vào Photoshop. Sau đó mình sẽ click vào cái ổ khóa này để cho nó trở thành một lớp layer. Mình sẽ chuyển sang chế độ thông minh. Và sau đó mình sẽ vào filter. Mình vào filter gallery. Mình sẽ vô cái tag distort. Mình chọn là distort flow. Về cái phần rainet này á, khi mà bạn tăng lên quá cao thì nó sẽ bị bỡ vỡ hạt. Nên mình để là không. Còn cái phần flower mau này á, càng tăng lên cao thì những cái phần này nó càng lem ra. Tốt nhất mình nên để một hoặc hai thôi. Mỗi phần layer mau này là xóa bỏ những phần này. Để tầm 15. Chúng ta nhấn OK. Và tiếp theo chúng ta sẽ click vào cái ký tự trong đây nè. Click đôi nữa. Rồi nó hiện lên cái phần landing mode này, chúng ta chọn là color. Các bạn thấy không? Nó sẽ ánh sáng, nó sẽ hiện lên những vùng nào sáng thì nó sẽ hiện lên mềm mại. Còn phần opacity này thì các bạn giảm hoặc tăng tùy vào các bạn. Mình thì để 100 luôn. Nhấn OK. Sau đó mình sẽ vào brush. Chúng ta sẽ bôi đen trên đen nằm ở trên, chúng ta sẽ bôi lên cái background nền này. Chỉ để cho ánh sáng mềm nó lên da mẫu thôi. Các bạn thấy không? Bây giờ là da mẫu chúng ta có thể những dùng ánh sáng mềm mại giống như là glow. Nếu như mình biết nói như thế nào, như những bộ phim mà thời xưa của Hollywood đó, nó thường thường nó có những ánh sáng mềm mại. Vậy là xong cái phần hiệu ứng thêm ánh sáng mềm mại theo kiểu Hollywood xưa. Rất là đơn giản. Và cái bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và thích cái bài hướng dẫn này, các bạn nhớ nhấn subscribe và like cho cái kênh của mình nha. Và nhớ bấm nhấn cái chuông để nhận nhiều clip mới mình sẽ up lên mỗi ngày cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.